Đây là đoạn đường Lê Quốc Hưng. Cái đoạn đường này á, ngày thường thì nó rất là tấp nập nha. Ngày hôm nay cuối tuần thì nó cũng vắng vẻ, vắng hơn. Với lại có một phần nữa thì đó là có nhiều cái xe hơi á, nó đậu ở trên đoạn đường này cũng nhiều lắm. Mấy cái đoạn đường ở trong hẻm á, mình thấy sửa xe này kia lại hết rồi, chỗ nào cũng đào đường, cũng xóa đường lên hết á. Nó xe hơi đậu một dài luôn đã hả, dầu cái tiền của xe hơi chạy lòng vòng chơi sướng thiệt chứ. Còn không có tiền thì có chiếc xe máy chạy cũng ổn lắm rồi. Đó, mình băng qua bên kia nha, chạy thẳng qua bên kia là mình sẽ ra được chợ Sống Chiếu nha. Mà do giữa cái ngã tư Lê Quốc Hưng với lại đường Hoàng Diệu này á thì không có đèn tín hiệu giao thông, nên là mình phải quan sát, với lại mình giảm tốc độ xuống. Phía bên đây là chợ Sống Chiếu nè, chung cư cao ốc Đinh Lễ, cao ốc Đinh Lễ đó, chợ Sống Chiếu buổi trưa nha. Nếu mà hỏi bây giờ mấy giờ, bây giờ là mới có 1:30 thôi, mới có 1:30 à, mà chợ cũng rất là vắng, do là buổi sáng người ta đã đi chợ hết rồi. Với lại nay là cuối tuần nữa thì chủ yếu là người ta đi chơi đi ăn thôi. Nó có mấy người họ đi thu mua phế liệu á, rồi mấy vé số có hết rồi, nhiều thiệt sự luôn. Phía bên này bán gà, bán vịt, bán thịt heo cũng còn. Mà có ai từng biết là ở phía bên trong này có một cái chung cư cũ không? Phía bên trong cái hẻm này nè, có một cái chung cư cũ nha, gọi là chung cư Trúc Giang cũ rồi. Bây giờ làm như là nó bỏ trống, nó rào lại hết rồi. Giả dụ mình muốn đi lên trên đó mình cũng không đi lên được, thì vì nó rào lại vậy đó. Mình gì đó muốn vô thì mình cũng không có vô được đâu. Đó, có cái chung cư này, chung cư Trúc Giang nha, cũ lắm. Mình muốn lên trên đó nhưng mà không có lên được, không có lên được nha. Đó, chợ Sống Chiếu mình sẽ vòng lại một vòng nữa. Ở đây buổi chiều buổi tối thì có cơm tấm bãi rác bãi gì đó bán cũng đông lắm, nhưng mà cái giá của nó không hề dễ chịu một tí xíu nào. Ăn dĩa cơm cái 100.000, đối với mình không có nói những người mà có tiền họ muốn ăn dĩa 1 triệu 2 triệu thì cũng bình thường, nhưng mà mình thấy đối với bản thân mình thấy phí tiền. Tại vì cơm tấm đối với mình là cái món ăn mà được định giá là khoảng chừng 30-40 ngàn. Còn ai 100.000 thật sự ra thấy phí lắm. Tuy nhiên ai muốn ăn thì ăn thôi, mình ai cũng có lựa chọn mà. Đó, cái phía bên hông đây là cái chỗ mà giữ xe nè, giữ xe để đi vô trong lòng chợ Sống Chiếu đó. Trong lòng chợ Sống Chiếu bây giờ vẫn còn bán đầy đủ nha, nhưng mà vắng lắm. Hầu như bây giờ bạn đi vô đúng không, ngay cái khúc này nè, bạn đi vô trong chợ Sống Chiếu đó, trong lòng chợ Sống Chiếu đó, thì chỉ thấy là toàn là người bán không, mà chứ người mua thì chứ không có người mua đâu. Bởi vì cái bãi dưới xe rất là vắng, ở dưới xe có mấy chiếc xe chủ yếu là những người tiểu thương họ bán á, thì họ gửi xe trong đó thôi, chứ người mua thì cũng lèo tèo vài người thôi chứ không có nhiều. Quẹo ra đây nhá, đường lại là đường Hoàng Diệu nè. Đèn đỏ luôn, đèn đỏ tới 50 mấy giây luôn.
đầu